Trường Trung học Phổ thông Ernst Thalmann là nơi xuất phát phong trào đấu tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân miền Nam ở thời điểm năm 1950. Trải qua hơn nửa thế kỷ kể từ khi thành lập, Ernst Thalmann đã trở thành bệ phóng cho nhiều thế hệ học trò xuất sắc và trở thành một trong những ngọn cờ đầu của ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, bên cạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, Trường Trung học Phổ thông Ernst Thalmann còn đầu tư rất mạnh vào trang thiết bị giảng dạy nhằm mang đến môi trường học tập thuận lợi và hiện đại, cũng như tạo thêm nhiều cảm hứng sáng tạo cho học sinh. Một trong những thiết bị giảng dạy tân tiến nhất mà nhà trường mới thiết lập chính là hệ thống giảng dạy dựa trên hệ thống tương tác của BenQ. Hệ thống này bao gồm máy chiếu siêu gần BenQ MW824ST, bút cảm ứng BenQ BW01 và máy chiếu vật thể BenQ S30. Máy chiếu siêu gần BenQ MW824ST cho phép thầy giáo và học sinh có thể theo dõi nội dung bài giảng một cách trực quan và rõ ràng. Thêm vào đó, bút cảm ứng BenQ BW01 có thể dùng để ghi chú, vẽ minh họa và thực hành ngay trên bảng học. Đặc biệt, máy chiếu vật thể BenQ S30 là một công cụ không thể thiếu trong các giờ thực hành, giúp cho học sinh có thể quan sát được các đối tượng giảng dạy trong khi thầy cô đang thao tác. Tất nhiên là có một số khó khăn về cài chương trình, tập sử dụng phần mềm và giao diện phần mềm nó khá là lạ lẫm. Nhưng bên cạnh đó lại là một cơ hội thách thức thú vị để thay đổi phương pháp dạy học đã cũ kỹ lâu nay nhằm tương tác giữa thầy và trò đạt hiệu quả tốt hơn trong giảng dạy. Tất nhiên các thiết bị của BenQ thì giúp tôi rất nhiều trong việc giảng dạy. Đặc biệt đối với môn vật lý, tôi là giáo viên vật lý thì bản chất môn này còn có những thí nghiệm nhỏ ngay trên bàn giáo viên để các em quan sát. Khi chưa có các thiết bị của BenQ thì rất khó khăn để các em quan sát kỹ hiện tượng. Nhưng khi đã dùng đến máy chiếu vật thể thì các em có thể quan sát ngay trên màn hình với độ sắc nét rất cao và tôi có thể cắt chụp những hình ảnh từ trong đoạn phim và có thể lưu lại để sử dụng lâu dài. Là một giáo viên phụ trách phòng thiết bị, tôi nhận thấy rằng máy chiếu tương tác BenQ có rất nhiều ưu điểm. Ưu điểm nổi bật đó là thời gian thích ứng rất nhanh, viết bản rất mượt và không bị lệch điểm. Ưu điểm thứ hai, đối với phòng thiết bị nảy sinh nhiều bụi bẩn, máy chiếu BenQ đã có một cái bộ lọc giúp cho máy được sử dụng bền hơn và việc bảo trì bảo dưỡng cũng ít tốn kém hơn so với loại máy khác. Một điểm nữa đó là máy chiếu BenQ thì có độ sáng và độ sắc nét rất cao, có thể chiếu tốt ngay cả ánh sáng bình thường, cho nên khi vào phòng chiếu thì không cần phải tắt đèn. Những máy chiếu lần trước thì khi tắt đèn thì khiến cho cái học sinh điều tiết mắt nhiều hơn nên rất là mau mỏi mệt, giờ học căng thẳng, thì máy chiếu BenQ đã khắc phục được điều đó. Em rất thích học với những thiết bị tương tác thông minh này bởi vì nó giúp em thuộc bài ngay trên lớp và nhớ bài rất lâu. Những môn học được học với cái thiết bị tương tác thông minh như môn hóa học, vật lý và anh văn, khi học với cái thiết bị tương tác thông minh thì em cảm thấy bài học thú vị và dễ dàng hơn. Thầy có thể ghi lại những thao tác của em và ghi chiếu lên bảng để chỉ ra những điểm sai, điểm đúng và em cảm thấy dễ hiểu hơn. Hình ảnh sắc nét, rõ ràng và sinh động khi sử dụng hệ thống máy chiếu tương tác của BenQ luôn là nguồn cảm hứng và là động lực để thầy trò trường Trung học Phổ thông Ernst Thalmann tích cực học tập, sáng tạo và trở thành một trong những môi trường giáo dục tốt nhất thành phố hiện nay.